Dạ. Lại gần đây để tôi nói cho. Chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là kỹ thuật để cầm cái que đồng hồ này sao cho hợp lý này, và kỹ thuật để hàn cầm sao để cho mối hàn nó đẹp. Đấy, thì trước tiên là kỹ thuật cầm que đồng hồ này. Nhiều bạn cầm que đồng hồ rất là lúng túng, không biết là cầm kiểu gì. Ví dụ như đo những cái con vị trí này này, các bạn không thể dùng một tay được. Đấy, nó rất là lúng túng. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là kỹ thuật để mà đo nó. Đây các bạn nhìn này. Để mà cầm que đồng hồ các bạn làm như này, cầm như này. Cầm nó như cầm đũa các bạn. Đây. Đấy. Đấy các bạn cầm làm sao khi bạn chạm hai cái này vào được là được này. Các bạn nhìn này. Này que đen. Que đen các bạn lấy ngón tay này và ngón tay trái này. Đấy đợi. Và ngón tay hai ba ngón tay này. Rồi mình có nhiệm vụ là để di chuyển que đo. Còn que đen là mình là cố định nhá. Đây. Bạn nhìn này, ví dụ như mình đo bây giờ mình đang đo hai cái cực này nhá. Đây, hai cái chân này. Đấy. Khi mình đảo này, đảo lại này. Đấy, tiếp tục mình lại cố định một que và một que mình di chuyển. Đây. Các bạn thấy chưa? Đấy. Đảo lại này. Đấy. Tức là mình sẽ di chuyển cái que ba cái chân ba cái ngón tay này, ngón tay cái này và ba hai ngón tay còn lại này. Đấy mình sẽ di chuyển que. Đấy, que đen của mình sẽ phải để cố định. Thì lúc đấy thì mình đo này nó mới chắc tay. Ví dụ nha. Đây ví dụ mình đo hai cái chân này. Bạn nhìn thấy không? Khi mình đạo này. Đấy, rất nhanh, mình sẽ phải trả về vị trí ban đầu như ban đầu. Đấy. Thì đây. Còn để hàn một mối hàn như vậy là cái cách mà để sử dụng cầm cái que đồng hồ làm sao mà để cho nó chắc tay. Còn cái phương pháp hàn thì sao? Lấy tôi còn chưa. Phương pháp hàn nhiệt hồng. Phương pháp hàn ấy thì như mình có hướng dẫn các bạn rồi. Thứ nhất ấy, đầu tiên là các bạn phải dùng nhựa thông này. Các bạn muốn hàn bất kỳ mối hàn nào cũng thế, các bạn phải có nhựa thông. Và cái thứ hai là thiếc của mình phải là thiếc tốt một chút. Nếu mà thiếc không tốt thì hàn nó sẽ khó hơn một tí. Thì để hàn, ví dụ như mình hàn một cái mối hàn này chẳng hạn, thì trước tiên các bạn phải nhúng nhựa thông. Nhúng nhựa thông làm sao? Các bạn nhúng nhựa thông làm sao mà để cho nó ướt cái đầu này này. Đấy, để khi mà mình dí vào đây nó vẫn ướt nhá, chứ không phải là dí vào nó khô rồi nhá. Dí vào khô không có tác dụng. Đây, ví dụ mình muốn hàn này nhá. Mình sẽ dí nhựa thông, mình đưa ngay. Các bạn thấy không ạ? Khi mình đưa dưới này là nhựa thông nó phải bám được xuống dưới, bám được xuống cái mối hàn của mình. Các bạn thấy không ạ? Nhựa thông phải bám dưới mối hàn. Và tiếp theo, để mà hàn được mối hàn đẹp thì các bạn phải dí vào đây cho các bạn nhìn này. Nhìn thấy nó bong, nó nhựa, mình cảm giác được là cái khói nó phun lên rồi ấy. Thì bắt đầu mình dí thiếc vào. Đấy, thì lúc đấy nó bảo nó mối hàn sẽ rất là đẹp. Anh em mình ví dụ lại nhé. Khi mà các bạn lấy nhựa thông lên này, các bạn cho nhiệt về nhỏ thôi. Cho nhiệt về nhỏ thôi. Và đồng thời các bạn lau sạch cái đầu mà hàn đi. Các bạn chấm nhựa thông và các bạn đưa vào nhanh vị trí cần hàn. Đây. Các bạn thấy không? Đấy, để khi nào mình đưa vào nó vẫn còn nhựa thông dính ở đây. Đấy, còn nếu mà các bạn cho nhiệt cao quá thì các bạn vừa chấm vào cái bốc hơi hết rồi. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy. Và để hàn mối hàn này các bạn tiến hành dí cái mũi vào cái vị trí đấy, đợi cho khi nào mà thiết xung quanh nó chảy hết ra rồi, nó bóng rồi các bạn dí thiết vào. Đấy. Thì lúc này thì nhựa thông của mình nó và thiết nó sẽ bám rất đều. Đấy, như các cái vết này chẳng hạn, như thợ trước người ta hàn nó không bám đều này các bạn. Những cái vết này các bạn phải cạo sạch đi này. Cạo sạch đi. Bây giờ để lấy nhựa thông này các bạn tiến hành cho nhiệt nhỏ lại nhé. Và đồng thời này nhúng vào cái bạn các bạn nhấc ra luôn. Đấy. Các bạn thấy chưa? Đấy. Và các bạn để im, đợi cho nó nóng lên, nó bốc khói lên. Các bạn bắt đầu mới dí thiếc vào. Dí thiếc thật lâu vào. Đấy. Thì thiếc của mình nó sẽ bám rất là đều. Có nhiều bạn là hàn toàn là hàn đắp thiếc lên thôi nhé. Đây. Đấy, đợi cho nó nóng lên các bạn bắt đầu mới tiến hành. Các bạn mới tiến hành là dí nhựa thông mà dí thiếc vào nhé. Còn các bạn mà dí non quá không được. Đây ví dụ như đây các linh kiện giá này như thế này. Lấy nhựa thông này. Khi nhựa thông mà nó bám hết đều trên này rồi các bạn mới bắt đầu mới nhúng vào.
Bây giờ ví dụ mình có một cái mối hàn khác nha. Bây giờ mình muốn hàn nó là đầu tiên các bạn này. Các bạn lấy nhựa thông. Lấy nhựa thông, các bạn cho nhiệt nhỏ thôi. Đấy, lấy nhựa thông, các bạn tiến hành là đắp vào đây. Khi nào mà cái vết hàn chỗ này nó bốc khói lên và cái thiết xung quanh của nó cảm bạn các bạn cảm thấy nó bóng lên rồi thì các bạn dí thiết vào. Thấy chưa? Thì mối hàn của mình rất là bóng. Đấy, tiếp tục này. Các chân này như thế. Các bạn đợi cho nó mối thiết của mình nó chảy đều, các bạn bắt đầu mới cho thiết của mình vào. Đấy, thì mối hàn mình rất là tròn. Tiếp tục này. Đấy, như vậy là mình sẽ được một mối hàn rất là đẹp. Thôi.